chào tất cả các anh chị. Em tên Bình, đến từ trường nghèo Bách Khoa. Bách Khoa, Dương Bách Khoa. Ồ, Dương Bách Khoa ai cũng hát hay lắm ha. Tại bữa hôm nay thấy Dương Bách Khoa đến ai cũng hát hay, chắc bạn là ngoại lệ ha. Rồi, chúc mừng bạn, chúc bạn thi tốt nha. Chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Một nhà sàn đơn sơ, ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, anh nhau cũng có cây đàn tráng bi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã trong đầy, người dặn tôi lời thấy nao lòng về một giấc mơ. Ôi cha vì ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa, chỉ có một mùa. Hey!
thấy người dân tộc không? Dạ không. Bạn cái bài hát với Majibi này mình thấy bạn là cái người thứ hai hát hay ở dưới dòng một cuộc thi lần đêm thứ sáu, bạn sẽ gặp một cô gái là thánh nữ, bạn hát bài này y chang, bạn hát cực kỳ hay luôn. Nếu bạn là theo dõi những thứ đường thì thấy bạn đã nhìn cực kỳ cute luôn. Đi bạn đó, ủa bạn đó là bạn của bạn hả? Bạn này em có coi. Có coi đúng không? Bạn đã hát cực kỳ hay luôn, đúng hay đúng không? Và bạn hát rất là bá đạo luôn đó. Mình xin mời phân xét của Văn giám khảo, xin mời cô Long ạ. Chào bà Đình Hiển ạ. Bạn có một giọng hát rất là phóng khoáng và nó nhìn bạn có cái gì đó giống giống như người dân tộc vậy đó. Đúng rồi em. Dám lát cắt cho mình làm nghe. Anh nhìn sao đúng cái bạn. Nhân tộc cưng, nhân tộc cưng. Nhưng mà bạn hát bài này rất là phù hợp với giọng của bạn, bởi vì cái giọng của bạn nó rất là phóng khoáng, nó có gì đó rừng rú và rất là tự do. Hát bài hát này nó cũng ra chất luôn và chắc mọi người cũng có cảm giác như mình là bài hát bài vừa rồi thì đã bùng nổ cái phòng này lên và nghe rất là đã. Chúc mừng bạn. Xin cảm ơn.